cho các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video mình nói về một buổi học lái máy bay đầu tiên của một người mới hoàn toàn. Và ở đây phi công chính của mình có bé Thùy Dung. Chào mọi người, mình tên là Thùy Dung. Hôm nay là buổi học lái máy bay đầu tiên của mình. Thùy Dung có thể cho mọi người biết là cảm nghĩ của Thùy Dung như thế nào trước cái chuyến bay đầu tiên của mình hay là không? Hiện tại mình cảm thấy khá là hồi hộp vì mình có một chút sợ độ cao, nhưng đồng thời mình cảm thấy rất là phấn khích vì đây là trải nghiệm của một con hai, nên cảm xúc hiện tại rất là lẫn lộn và khó tả. Cảm xúc đó rất là bình thường. Thì với những người mới, họ khi bước lên một cái máy bay, họ có rất là nhiều cảm xúc. Họ sợ, có thể họ sợ độ cao, hoặc là có thể họ không chịu được gió, họ cảm thấy chóng mặt. Thì mọi thứ đó rất là bình thường đối với người mới. Chính vì đây là một buổi bay đầu tiên cho nên thì mình sẽ chọn một chiếc máy bay Cessna 172. Máy bay Cessna 172 là một chiếc máy bay khá là dễ bay và nó rất là phù hợp cho người mới. Thực sự thì đây là chiếc máy bay được sản xuất nhiều nhất trên thế giới và được sử dụng rất là rộng rãi ở trên nước Mỹ. Mình sẽ khởi động. Sẽ khởi động động cơ. Lock, ok. Clear. Rồi, bây giờ mình sẽ khởi động ở đây. Kiểm tra còn lái trước nè. Ok, không kẹt nhá, tốt. Rồi, tiếp theo. Florida on ground, Cessna 40 Lima, runway complete. Skyhawk 40 Lima, runway 24 with taxi via Alpha. Taxi via Alpha, runway 24, 40 Lima. Phải đạp cái chân bên trái để mà bên phải để mà bạn lấy qua phải. Đạp cái mũi bằng chân để đạp thắng nè. Ủa cái nước sang kia nó ra sao? Cái gì? Nước này nó chảy rồi. Không sao, nó sang dư nó chảy ra ngoài. Ok, bây giờ khi mà chạy chuẩn bị cất cánh á, khi máy bay nó chạy đủ lên tốc độ khoảng 60, khoảng 70 ngay đây nè, thì bắt đầu em kéo nhẹ là cho máy bay nó ngóc đầu lên nè, khoảng như là cái này nè. Ok, rồi, chuẩn bị, thấy chưa? Florida Tower, Cessna 40 Lima, ready for departure. Skyhawk 8340 Lima, Florida Tower, left turn approved, runway 24, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 24, 40 Lima. Bây giờ anh sẽ hỗ trợ em cất cánh. Hai bàn đạp ở chân thì cứ để anh lo. Đây, sẽ thẳng hàng với đường băng, cánh thẳng hàng với đường băng. Sau đó lên hết gà. Đó, nhìn chạy, cố gắng chạy thẳng hàng với đường băng nè. Nhìn chờ, lúc đó sau đó là nhìn vô cái tốc độ của máy bay hiện tại là bao nhiêu. Đó, khi mà đủ tốc độ cất cánh. Chuẩn bị. Rồi, kéo lên. Rồi, đừng kéo cao quá, cỡ này thôi. Rồi. Đấy, mình đã nhất mình có mình đó rồi, bây giờ giữ cắm đầu xíu, giữ tốc độ khoảng 80 nè. 90. 90. Ok, tốt. Đó. Máy bay bay chậm quá thì cắm đầu xuống, nhanh quá thì cắm đầu lên. Đó, gán giữ tốc độ 90. À, nhìn bên ngoài cánh đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Sợ không? Sợ chút chút. Skyhawk 40 Lima, contact SoCal departure. Contact SoCal, Cessna 40 Lima, thank you. Wow.
Trời ơi, đẹp ra luôn á. Ok, để lấy độ cao tí xíu nữa. So cao, Cessna number 18-4-0 Lima 1000 with you. A340 Lima, SoCal first item, stay altitude. I'm going to go for 1500 for the Lima. The 4-0 Lima, radar contact from south of Fullerton. Verify your current altitude is 1200. Negative 1500 for the Lima. November 8630 Lima, radar services terminated, flock 1200, or change to advisory, frequency is approved. 1200, order advisory, 3CLS, yep. Okay, 4-0 Lima, what is your current altitude? 1500 for the Lima. Okay. Rồi. Bây giờ mình bay độ cao 1500 feet. Chỉnh cái này để cắm đầu xuống tí xíu rồi. Để mình đỡ và nhấc cái đầu lên. Đó, mình bay thẳng cái hướng này xuống ra biển nè. Hướng lá bàn, hướng nam, hướng sau chữ S thành ha. Đó. Rồi, bây giờ em đang cầm lại cái máy bay đó. Đây bây giờ cứ để cho nó thẳng thôi đúng không? Ờ, em buông ra thử cái máy bay đã cắm đầu hay ngóc đầu. Ok, không cắm đầu, không bóp đầu tốt. Ok, và mình hơi lệch xíu, em bẻ lái nghiêng qua đây. Nghiêng qua đây. Ừ, đúng rồi. Chưa? Rồi, nghiêng vậy thôi, đừng nghiêng quá. Rồi, đúng hướng rồi, trả ngược lại. Ok, tốt. Ví dụ giờ nó nghiêng nhẹ, mình bẻ lại. Ừ, mình nghiêng thẳng lại, giữ thẳng. Nghiêng qua đây xíu, bay thẳng hướng xuống hướng này là nhìn dưới xuống đường, mình bay thẳng dưới đường. Nghiêng nữa rồi. Ừ. Đó. Cố gắng bay thẳng với cái mặt đường, nhìn xuống đường mà đi thẳng vô đường thẳng. Thẳng hướng ra biển luôn. Đừng có bay xéo qua đây. Ủa là không phải theo chữ S. Ờ, hơi lệch chút xíu. Hơi lệch thôi. Máy bay của mình hơi dư độ cao thì lúc này mình có thể mình hạ ga tí xíu, máy bay nó sẽ tự động nó cảm động, nó giảm độ cao xuống lại. Sao không? Cảm nghĩ như thế nào, nói cho mọi người biết coi. Hơi run, với lại chưa có rõ cái điều khiển của cái máy bay cho lắm. Thử lắc qua lắc lại à. Lắc qua lắc lại. À. Mạnh lên. Mạnh luôn. Ừ, mạnh lên, đó. Được. Rồi, để ngược lại. Đó, rồi, giữ thẳng. Giữ thẳng. Giữ thẳng thôi, sẽ qua đây. Bày, à, mình đang hơi lậm rồi. Thấy đó, em nhìn thấy đường dưới đó không? Dạ. Yeah. Đó, mình cái đường đó nó sẽ chỉ thẳng xuống về hướng nam. Mình cứ đi theo bay trên đầu cái đường đó. Em có thể thử ngóc đầu lên, cắm đầu xuống coi nhìn như thế nào. Đúng chưa? Ờ, đúng rồi. Rồi. Yeah. Đó, bye bye của mình tăng độ cao nè. Đấy. Yeah. Mình cố gắng giữ 1500. Yeah. Bye bye của em bị nghiêng kìa. Đấy, nghiêng lại. Giữ đúng cái hướng bay của mình. Em hơi bị mất độ cao đó, thấy chưa, ngóc đầu lên. Rồi, rồi, cắm đầu xuống. Buông cần lái ra cho máy bay giữ thẳng lại đây. Rồi, để. Thấy cái cầu rồi đó không? Dạ. Yeah. Đó là, biết cầu gì vậy không? Huntington Bridge. Đúng rồi. Cái đó là Long Beach đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ mình bay qua bên đó, bay thấp đi. Dạ. SoCal Cessna 4-0 Lima, cancel 5-0. SoCal Cessna 4-0 Lima, do you hear me? Come on, approach again. Cessna number 8340 Lima, cancel 5-0. Great, 340 Lima, no problem. Radar services terminated, squawk DFR, previous stand approved. Have a good day. Previous stand approved, have a good day, sir. Ok, bây giờ thử em lượn qua bên phải cho anh coi. Được. Là bẻ thôi hay là vừa kéo vừa bẻ? À, cứ thử đi, nếu mà cảm thấy máy bay nó bị cắm đầu á thì em kéo ngóc đầu lên.
Ok, chồng. Máy bay đang cắm đầu hay là ngóc đầu? Độ cao đang giảm nè. Đang cắm đầu. Ngóc đầu lên. Đúng chưa? Đúng rồi, rồi đã giữ thẳng lại. Rồi, bây giờ lượn lại bên đó, 90 độ. Bẻ qua. Rồi, nghiêng cả này thôi. Ngóc đầu lên xíu. Ngóc đầu lên xíu, rồi, ok. Nghiêng vô trong tí xíu nữa. Rồi, bẻ thẳng lại. Ok, bây giờ mình sẽ giữ thẳng cái hướng này. Em nhìn ngắm thẳng cái chiếc tàu đằng kia kìa. Bay thẳng tới nó một xíu. Sau đó quay mà mình bay qua khỏi cái không phận của sân bay trong quê. Mình sẽ hạ độ cao xuống 500 feet. Rồi mình ngắm cảnh. Tao có còn cảm thấy sợ độ cao không? Không. Đã. Hiện tại thì mình đang ở trong cái không phận của sân bay trong quê. Ở cái không phận ở trong ở tính từ cái bãi biển đi vô trong á, đi tới trong bay á, là không phận của nó bắt đầu từ mặt đất lên tới 4,400 feet. Còn ở hiện tại đây nè, ở cái trên trần của mình á là cũng là không phận của nó bắt đầu 1,500 feet tới 4,400 feet. Hiện tại mình đang ở độ cao chỉ khoảng 700 feet thôi, có nghĩa là mình đang nằm dưới không phận của nó. Nếu mình muốn bay vào không phận của nó, mình phải chuyển qua đó, mình gọi mình xin nó. À, như các bạn thấy nãy giờ phi công thì Dung đang điều khiển máy bay hoàn toàn. Mình gần như là không có hỗ trợ gì hết ngoài việc theo dõi an toàn thôi. Ok, em thả cần lái rồi. Thả ra. Rồi, tức là đừng nghĩ tới đây luôn á, giữ cần lái đi. Mà đừng nghĩ tới đây luôn. Bây giờ thay vì khi mình ngóc đầu lên thì máy bay sẽ mất tốc độ. Cho nên mỗi khi mình muốn tăng độ cao, mình ngóc đầu lên và mình phải thêm ga. Thì còn ngoài ra còn một cái cách khác nữa, đó là cái mình lên xuống ga. Khi mình lên ga, tự động máy bay nó sẽ tự ngóc đầu lên luôn. Hiện giờ mình đang ở 600 feet là đang đi xuống nè. Lên một chút xíu ga, để cần ga đây. Lên kéo ga. Lên. Đẩy lên. Đó. Được chưa? Đẩy nữa. Đây. Đẩy mạnh lên nữa. Rồi, thấy máy bay tự động nó ngóc đầu, nó tăng độ cao không? Giữ thẳng lại, giữ ngang lại. Cân bằng lại, rồi. Đó, thấy máy bay của mình nó tự động nó tăng độ cao, đúng không? Nó lên 7 luôn rồi. Ừ, ok. Khi tới độ cao của mình muốn á, giảm ga lại. Đó. Được chưa? Ừ, rồi máy bay nó sẽ tự động nó hạ cái đầu xuống lại. Em máy bay đang bị nghiêng rồi, em giữ thẳng lại. Rồi, bay xéo vào trong đó. Mình bay xa ra biển quá rồi. Hai cái chân em để tới bàn đạp được không? Rồi. Không đấy. Chân ngắn quá. Không sao. Mình bay như thế này là mình phải quan sát ở ngoài, hạn chế nhìn bên trong, nhìn cả hai, nhưng mà nhìn bên ngoài nhiều hơn, quan sát coi có máy bay nó có bay tới hướng mình hay là không. Có thể mình nhìn thấy nó, mà cũng có thể nó sẽ không nhìn thấy mình, nên cực kỳ cẩn thận cái đó. Rồi bây giờ mình phải quay về thôi. Ở khu dưới kia là cái khu vực cấm. Đó, Corona Del Mar đúng không? Đúng rồi. Bãi biển nó khá là đẹp. Em hay ra đó. Đấy, ra đó tắm biển mặc bikini. Ok, và bây giờ mình sẽ giả định cái tình huống là khi em cất cánh, em ngóng đầu lên cao quá và máy bay nó không đủ tốc độ, và thế là nó bị thất tốc, nó bị stall, nó bị rớt xuống. Thế này chưa? Rồi. Ok. Và bây giờ đầu tiên chở máy bay về tốc độ cất cánh. Kéo người về, giữ độ cao cho anh. Giữ độ cao 3,5, cố gắng lên, kéo nữa. Kéo nữa. Đừng có nghiêng máy bay quá. Rồi. Rồi bây giờ giả sử mình đang cất cánh nè, kéo mạnh lên. Kéo nè, rồi. Đó, mình nghiêng cao quá, máy bay nó chịu không nổi. Oh my. Cắm đầu xuống. Wow. Đấy.
cắm đầu xuống lấy lại tốc độ. Ok, làm lại. Bây giờ mình tái tạo là mình giả sử cái tình huống là máy bay hạ cánh đi ha. Hạ cánh thì nó cũng giống như vậy. Mình hạ cánh nhưng mà mình lỡ mình ngóc đầu cao quá, máy bay lại không đủ tốc độ và nó rớt xuống ở trong tình huống hạ cánh. Long Beach Flight Scenario, Cessna 4-0-3-500, doing power up start. Ok, rồi, rồi giả sử đang có cánh. Rồi, ngóc đầu lên, ngóc đầu lên, ngóc đầu lên. Oh man, that's scary. Sao? 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 Ơi, đủ vui chưa? Đủ rồi. Ok, thôi mình quay về. Yeah. Cái cú vừa rồi là nhớ đời không? Dạ. Yeah. Em đâm thẳng máy bay xuống 90 độ luôn. Wow. Cắm đầu thẳng xuống luôn đó. Trời ơi. Tưởng đâu đang chơi roller coaster. Còn rung không? Một xíu. Long Beach Tower, Cessna, November 8340, Lima, 1500 over the front line, request transition walks to Fullerton. And let me have the call sign one more time, please. This is Cessna, November 8340, Lima. 8340, Lima, Long Beach Tower, and what is your position and request? 1500 over the front line, request transition north. 340, Lima, roger. Cross that above 1500. Transition is approved. Altimeters 2989 for Long Beach. 2989. 2989. Transition approved. Above 1500. Lima. Thank you. South Coast 840. Turn right at Kilo and kind of ground. Right at Kilo. Contact ground. South Coast 840. On confirmation, Gulf 0153 Zulu, wind 2007, visibility 10, sky clear. 240, frequency change for 1 navigation. Thank you. Pleasure, Lima. On confirmation, Gulf 0153 Zulu, wind 2007, visibility 10, sky clear. Temperature 23, dew point 14, altimeter 2988. VR Alpha approaching you, arriving departing runway 24. Advise on us to contact you, have information, go. Okay, stand by. Fourth and Tower, Cessna, November 8340, Lima, 1600, 91645, you wait. In buffer landing, good information, go. Cessna 8340, Lima, Fulton Tower traffic 2 miles northwest of your southbound altitude indicates. 1500, type unknown, make right traffic, runway 24. Make right traffic, runway 24, stopping sight, 40 Lima. 40 Lima, 8, this is Gulf, altimeter 2988. Roger, 40 Lima. Mình có máy bay không? Dạ. Nó bay hướng khác mình mà đúng không? Ừ, nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận với nó. Dạ. Number 40 Lima, use caution for the KFI radio antenna 2.5 miles east of your position, 1000 feet. Roger, I have the antenna inside. 40 Lima. 40 Lima, runway 24, Kirtle Lamb, wind 1907. Kirtle Lamb, runway 24, 40 Lima. Point to tower, Clement Tiger 28819, okay. Holding short runway 24, ready for departure. Tiger 28819, holding tower, hold short runway 24, landing traffic. Tiger 819, hold short runway 24. Máy bay bay chậm quá thì cắm đầu xuống, bay nhanh quá thì ngóc đầu lên. Mình cần giữ cái tốc độ, chiếc này giữ tốc độ khoảng 70. Đấy, canh thẳng hàng đường băng và xuống tới đây mình ngắt ga. Giữ cái mũi máy bay thẳng hàng với đường băng. Cảm ơn xuống, ngắp đầu lên, ngắp đầu lên, ngắp đầu lên.
và hạ cánh rất là nhẹ nhàng, cực kỳ nhẹ nhàng. Sau đó mình đã thắng. Rồi dẫn máy bay vào trong. Tiger 819 or runway 24 clear for takeoff. Sao mà không? 240. Lúc hạ cánh thì có... Delta 40 Lima taxi General via Alpha, good day. Taxi via Alpha to General 40 Lima, how good is that? Cái lúc hạ cánh là cái lúc mình khó chịu nhất trong ngoài là lúc bay. À đúng rồi. Lúc bay thì cảm giác nó thoải mái mà lúc nó gần hạ cánh cái người nó hơi bệnh. Nó bồng bền. Dạ. Ok, và bây giờ sau khi đã hoàn thành cái chuyến bay tập bay đầu tiên thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem nữ phi công Thùy Dung hôm nay có cảm nghĩ như thế nào về cái chuyến bay này. Hồi nãy lúc vừa có cánh lên thì em có cảm thấy như thế nào? Lúc vừa cất cánh lên thì cảm giác nó bình thường, kiểu như là rất là thoải mái. Nhìn ra ngoài có sợ không? Không có sợ, hết sợ độ cao luôn. Ok, và cái lúc mình bay á thì cái điều khiển máy bay, cái cách điều khiển máy bay nó dễ hay là khó? Nó tương đối dễ, tại vì em chỉ cần làm theo những cái hướng dẫn của anh rồi giữ cái cho cái máy bay được thăng bằng. Đúng rồi, giữ thăng bằng và giữ cái độ cao. Dạ. Ok, và lúc nãy mình có giả lập những cái tình huống là máy bay bị thiếu tốc độ và nó bị thất tốc, nó bị rơi tự do. Thì em cảm giác như thế nào ở cái thời điểm mà máy bay của mình bị cắm đầu thẳng xuống đất như vậy? Trời, em tưởng đâu này. Nói chung là rất là đáng sợ. Cảm giác rất là sợ, giống như là đang chơi tàu lượn siêu tốc. Nhưng mà cảm giác thiệt. Cảm giác rất là sợ đối với những người đầu tiên. Nhưng mà đấy là những cái tình huống mà phi công họ phải biết cách xử lý. Ví dụ như mình cất cánh hay mình hạ cánh gì đó mà mình bay không đúng cái tốc độ, mình bay chậm quá máy bay nó, thì tất nhiên mình bay chậm quá thì nó không đủ tốc độ để nó giữ lực nâng cho máy bay và bắt buộc cái máy bay nó sẽ phải bị rơi tự do xuống. Do đó mình phi công á phải luôn luôn luyện tập những cái tình huống đó để biết cách xử lý, để lỡ mà có gặp phải đúng cái tình huống đó thì mình còn biết cách mình xử lý, mình thoát ra được. Kiểu như hồi nãy các bạn thấy đó, cái máy bay nó đâm đầu nó thẳng xuống như thế này nè. Có hai lỗi của phi công. Cái lỗi thứ nhất là khi máy bay vừa bị thất tốc, phi công không chịu nhả cần lái ra mà phi công vẫn giữ luôn, thành ra máy bay bị cắm đầu xuống rất là ghê. Lẽ ra nếu như mà lúc đó chỉ cần nhả cần lấy ra thôi, máy bay sẽ tự cân bằng lại. Có thể nó sẽ mất độ cao tí xíu nhưng nó không cắm đầu tới mức đó được. Đấy. Và cái lỗi thứ hai á là khi cắm đầu như vậy á, phi công bối rối, không biết làm gì hết. Thiếu điều nhắm mắt luôn. Ok, và dù gì thì đây cũng là chuyến bay đầu tiên cho nên là phi công Thùy Dung sẽ còn rất là nhiều thứ để học hỏi. Và hôm nay là một cái kinh nghiệm, một cái ngày mà để lấy kinh nghiệm đáng nhớ nhất đời của phi công Thùy Dung. Sau này sẽ còn rất là nhiều thứ mà Thùy Dung còn phải học tập và để thực sự điều khiển được cái máy bay hoàn toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Chào bye.